Top 4 serum đình đám giá học sinh được ưa chuộng nhất. Không thể không nhắc đến nó là Vitamin C Plant. Với thành phần chứa 6% illumicin và 3% stacin thì có thể nói nồng độ vitamin C trong cái serum này dao động ở mức là 5-6% thôi. Với công dụng đó là trị thâm và làm say. Thì da này rất là phù hợp cho những người mới bắt đầu làm quen với vitamin C và dễ thích ứng với vitamin C thì nên chọn em này nhé. Tiếp theo đó là em Plant Hyaluronic. Nếu như hyaluronic acid đã quá quen thuộc đối với các bạn thì cái em này sẽ là một cái dạng dưỡng ẩm và cấp nước chuyên sâu hơn nữa. Nhờ cái thành phần chính trong em này đó là 5% hyaluronic của nó thì hơi đặc cho nên là rất là dễ biết da nên mọi người cân nhắc khi sử dụng. Và tiếp theo em Plant Niacinamide. Em này đã được làm mưa làm gió một thời gian trên thị trường đúng không? Thành phần chính của nó sẽ là 15% niacinamide. Cho nên khi tìm hiểu về cái em này thì mình nên sử dụng từ nồng độ thấp tới nồng độ cao. Còn những bạn da khỏe thì có thể sử dụng bình thường nha. Ngoài ra thì nó còn thành phần là B5 và B3 giúp cho chúng ta khi thời gian sử dụng sẽ cảm được kích ứng hơn. Cuối cùng là em Plant Loam Collagen. Hầu như là vẫn chưa có nhiều người biết đến cái em này vì nó là một tinh chất chống lão hóa dành cho những cái độ tuổi mà 20 mấy ngoài. Chủ yếu thành phần của nó sẽ là các hoạt sản sinh collagen và ngăn ngừa lão hóa da vì nó là sự kết hợp giữa collagen, hyaluronic acid